và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lộ ảnh đám hỏi bí mật của thiếu gia Phan Thành và Jimmy Chương. Phan Thành cùng Jimmy Chương trông vô cùng đẹp đôi trong lễ hỏi của mình, xứng với câu trai tài gái sắc. Trong giới trí khích xài thành, Phan Thành là cái tên đã quá đổi quen thuộc. Anh là người đứng đầu danh sách thừa kế của đại gia Phan Quang Chức, ông chủ của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ, tình cũ của hai nàng Hot Girl Miyu và Thúy Vi đã trở về Việt Nam, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Hiện tại anh đang trong mối quan hệ với Jimmy Chương. Jimmy Chương là con gái của bà Võ Thị Xuân Trang, hiện đang là trưởng giám khảo Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Ảnh đám hỏi lung linh của Phan Thành và Jimmy Chương vừa qua thông tin về đám hỏi bí mật của thiếu gia Phan Thành cùng nàng beauty blogger Kim Một Tiểu Thư cũng vô cùng danh giá là Jimmy Chương, Chương Minh Xuân Thảo đã gây xôn xao và nhận được rất nhiều sự tò mò từ phía các khán giả quan tâm. Tuy nhiên hình ảnh về buổi lễ vẫn còn rất kín đáo khi người trong cuộc không hề tiết lộ. Bức ảnh khoe mình ván đã đóng thuyền của Phan Thành vừa qua. Thế nhưng vào trưa vừa qua, từ chính ekip chụp ảnh cho cặp đôi đã hé lộ vài khoảnh khắc vô cùng lung linh. Trong ngày lễ quan trọng, Phan Thành cùng Jimmy Chương trông vô cùng đẹp đôi trong lễ hội của mình. Xứng với câu trai tài gái sắc, cô dâu diện áo dài toát lên vẻ đài cát đoan trang, trong khi chú rể vẫn lịch lãm hào hoa như thường thấy. Lễ ăn hỏi vô cùng trang nhã của cặp đôi. Cô dâu Jimmy Chương nền nã trong chiếc áo dài tinh tế. Ai cũng dành lời chúc phúc khi thấy cái kết ngọt ngào của cặp đôi. Đây chắc hẳn sẽ là một đám cưới được trông ngóng trong thời gian tới. Dàn siêu xe khủng hơn 68 tỷ đồng tham dự lễ ăn hỏi bí mật. Vừa qua, theo ghi nhận từ cánh truyền thông và khán giả đi đường, dù đám cưới diễn ra bí mật, nhưng sự xuất hiện của dàn xe khủng được thiếu gia Phan Thành điều động đã gây choáng ngợp với những ai trông thấy. Lễ ăn hỏi bí mật của Phan Thành và Jimmy Chương có sự góp mặt của dàn xế giến, bao gồm hai chiếc siêu xe Rolls Royce, ba chiếc siêu xe sang Mercedes Maybach S-Class, bốn chiếc Range Rover cùng Lexus Mercedes AMG G63 Edition One và cuối cùng là một chiếc BMW. Dàn siêu xe gây choáng ngợp khi được tập trung cho đám hỏi của Phan Thành. Cộng đồng mạng để lại bình luận rằng nhìn xe đã biết người là đẹp trai rồi. Hình ảnh của Phan Thành trong đám hỏi được hé lộ.